được rất là, tại vì cũng rất là, tự nhiên bây giờ mình không hát được, mình rất là thèm hát, hy vọng rằng là một thời gian nữa mình sẽ hát được. Cảm ơn mọi người. Chị Chia, bây giờ chị hài lòng bao nhiêu phần trăm sau lần phẫu thuật này chị? À, bây giờ thấy chị hài lòng 90%. Còn vấn đề nào chị cảm thấy mình chưa hài lòng chị? Còn 10% là Khánh Chi là một người phụ nữ cầu toàn, nên là sẽ muốn mình xinh hơn, mình trẻ hơn nữa, thì Khánh Chi sẽ cố gắng phấn đấu từng ngày. Chị có dự định là mình sẽ làm thêm một phẫu thuật nữa không? Hiện tại giờ thì Khánh Chi chưa nghĩ, nhưng mà sau thời gian tới thì không biết. Chị có thể chia sẻ về lần kết hôn lần 2 không? Sao em? Chị chia sẻ về kết hôn lần 2 cụ thể là như thế nào chị? Kết hôn 2 chưa mẹ? Nhưng mà chưa kết hôn mà. Chị còn về chồng tương lai của chị như thế nào? Nói chung là mọi thứ tùy duyên, có duyên có nợ sẽ đến với nhau. Khi nào mà Khánh Chi sẽ có một thời gian sắp tới, Khánh Chi sẽ chính thức công bố nghệ của mình. Hiện tại bây giờ là hai người đang tìm hiểu, khi nào chắc chắn thì Khánh Chi sẽ chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người. Thể tiết lộ một chút xíu về người ấy của chị bây giờ thôi. Người ấy của chị em, nói chung ra là thôi để bí mật đi. Cuối năm mình sẽ chia sẻ vấn đề này nha. Hiện tại chị có tự tin với nhan sắc sau khi trùng tu chưa? Nói chung ra sau khi mà lần này Khánh Chi làm đẹp lại, Khánh Chi rất là hài lòng và rất là tự tin và cảm thấy rất là vui. Cho em hỏi số tiền cụ thể mà sau khi chị trùng tu là hết bao nhiêu? Chuyến này đi làm đẹp là gần 1 tỷ. Mấy mình vô đi. Thank you.
dung.